Kính mời quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh sinh viên cùng đến với chương trình Radio Kết nối Sinh viên tháng 11 với chủ đề Tri ân thầy cô. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, mỗi nghề có một lời ru, giờ hay thầy cũng chọn ru khúc này. Lời ru của gió màu mây, con sông của mẹ đừng cày của cha. Vâng, đúng như vậy, mỗi nghề thì dù có một lời ru, riêng đối với lời ru của những người làm nghề giáo luôn mang đến cho bao thế hệ trẻ rất nhiều tri thức để vững bước vào đời. Lời ru ấy vẫn còn mãi trong tôi như một hình ảnh của một người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Và sau đây, kính mời quý thầy cô và các bạn cùng đến với ca khúc Người Thầy do ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong lặng lẽ đi.
sao em đến hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Thời gian trôi qua từng năm tháng, đến khi ta trưởng thành, và một lúc nào đó ta nhìn lại người thầy như những người đưa đò cần mẫn, với mái chèo là viên phấn trắng đưa những vị khách, vị chủ tử của tương lai đất nước qua dòng sông tri thức. Đã bao thế hệ đi qua, chỉ còn nơi đây bóng dáng của những người thầy, người cô và những viên phấn trắng. Vô tình một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho những hạt bụi vương trên tóc thầy. Cứ nhủ rằng đó là bụi phấn, mà sao lòng ta vẫn bồi hồi. Người thầy cô đã dạy chúng ta từng bài học đầu đời, từ nét chữ cho đến những phép tính đầu tiên, và cả những bài học đạo đức. Mà dù có đi hết chiều dài của cuộc đời này, ta vẫn chưa đi hết những lời thầy cô chỉ dạy. Dẫu cậu bước muôn đỉnh vinh quang, ta vẫn biết rằng người nâng cho ta bước trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của các thầy, các cô. Để ghi nhớ công ơn đó, kính mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nhớ ơn thầy cô do nhóm Mắt Ngọc thể hiện. Để lại chuyện xưa với bao kỷ niệm, bóng
Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Câu lạc bộ phát thanh thông tin tuyên truyền xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại.